Tim Cook. Ok, con bị sao vậy? Bị gì? Bị ngứa. Con đang bị ngứa. Hiện tại ngứa khắp người. Ok. Con có xin tin rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ chữa lành cho con không? Và Amen. Amen có nghĩa là con tin vào Chúa Giêsu Kitô cả tấm lòng bằng một đức tin, có thể nói là rời non lấp biển được nhé. Ok. Đức cha, đức con, đức thần, sức giàu trên đất quốc. Con đang ngứa ở đâu? Khắp toàn thân à? Hay là chỉ có tay thôi? Toàn thân. Ok. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta ra lệnh cho bệnh phong, bệnh ngứa cút ra khỏi bé Cúc. Amen. Nào có kiểm tra xem còn ngứa không? Hết. Bớt hay là hết? Bớt à? 1 đến 10, 10 điểm được mấy điểm không? À được 8 điểm, con nói cảm ơn Chúa đi. Tiếp, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, tao không chấp nhận 20% phong ngứa. Cút khỏi bé Cúc. Amen. Rồi. Hết chưa? Hết. Hallelujah. Rồi, con có thể ngồi đấy chỗ ngồi. Anh bị sao vậy? Đang bị đau lần đấy. Ê, ê, ê. Rồi, rồi con gì đó. Chỉ có thế thôi à? Quá dễ đối với Chúa Giêsu. Nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Thần, xin chào. Anh tên gì vậy? Nguyễn Văn Tiến. Tuyến, anh Tuyến. Anh Tuyến có tin rằng Chúa Giêsu sẽ chữa lành ngay lập tức cho anh không? Amen. Rồi, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta ra lệnh cho cái sự đau đớn lở miệng lưỡi và đau ê ê ở gáy của anh Tuyến cút ngay. Amen. Amen. Sao rồi? Hết. Cảm ơn Chúa. Rồi, mời anh về. Rồi là anh bị sao vậy? Viêm xoang. Khó chịu không? Ngoài xoang ra còn cái gì nữa không? Chỉ có bấy nhiêu thôi, quá dễ dàng. Mời chị đứng. Chị sẽ làm như này nhé. Tôi chỉ cho chị và sau đó chị là nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Thần là sức dầu trên người anh em này. Mình sức dầu để biểu tượng sự hiện diện này là của Chúa Thánh Thần ở trên người anh em này. Nào, chị đặt tay lên mũi của anh. Không, đặt cả cho anh. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ta ra lệnh cho. Ta ra lệnh cho. Bệnh viêm xoang. Bệnh viêm xoang. Cút ngay. Cút ngay. Amen. Amen. Này anh đã amen đi. Amen. Rồi, chúng ta làm hết chưa? Đỡ. 10 điểm được mấy điểm rồi? Cảm giác đỡ. Đang giúp được. À, thưa anh tính 11 đến 10 điểm. 10. À, được 50%. Anh đã cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chị đặt tay lên tiếp. Nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. 50%. 50%. Đau nhức bệnh tật. Đau nhức bệnh tật. Cút ra khỏi anh em ta. Cút ra khỏi anh em ta. Đi xuống vực sâu. Đi xuống vực sâu. Là nơi Chúa Giêsu. Là nơi Chúa Giêsu. Dành cho chúng mày. Dành cho chúng mày. Amen. Amen. Anh nói amen. Amen. Rồi. Hết chưa? Tuyệt vời. Hallelujah. Chúa Giêsu bao phủ với anh em. Giữ lại sự chữa lành. Amen. Để anh đi. Mời chị lên đây. Chị đau gì vậy? Đau đầu viêm xoang. Đau bụng, nhức đầu gối. Hiện tại đang nhức. Mấy gì nữa? Tức ngực, còn gì nữa? Khai ra đi. Đau lưng, còn gì nữa không? Cao máu, cao mỡ, tiểu đường không? Lục phủ, ngũ tạng, còn cái gì nữa không? Ok. Anh chị em nên nhớ là khi mà chúng Chúa thừa biết chúng ta đau gì, nhưng mà khi chúng ta khai ra như vậy ấy, bệnh tật nó là những cái tà linh sự giữ ở trong người chúng ta. Nó biết là chúng ta khai trình nó ra thì nó phải cút. Ok. Chứ chúng ta phải nói ra để cho nó cút. Điều tôi muốn chị sẽ công bố cho chị em này. Nào, chị lấy dầu ra tay. Lấy dầu ra tay. Mỗi người sau này sẽ kiếm một lọ dầu thánh nhé. Chị bán thật giá anh chán. Lên hai lên bàn tay. Chân, bàn tay, chân thơm, bàn tay rộng. Nào, bây giờ chị đặt tay lên trên đầu. Chị nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Chị không cần. Ta ra lệnh cho. Ta ra lệnh cho. Tất cả những sự đau nhức. Tất cả những sự đau nhức. Bệnh tật. Bệnh tật. Mà người chị em này. Mà người chị em này.
đã khai trình ra, đã khai trình ra, chúng mày phải hút khỏi chị em ta, chúng mày sẽ phải hút ra khỏi chị em ta, đi xuống vực sâu, đi xuống vực sâu, là nơi Chúa Giêsu, là nơi Chúa Giêsu dành cho chúng mày, dành cho chúng mày. Amen. 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 Rồi kiểm tra lại xem, đỡ nhiều rồi, 10 điểm được mấy điểm rồi? Cảm ơn Chúa đi. Đặt tay lên tiếp. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. 20%. 20%. Bệnh tật đau nhức. Bệnh tật đau nhức. Cút ra khỏi chị em ta. Cút ra khỏi chị em ta. Amen. Amen. Nào kiểm tra lại xem. Nhảy lên xem, nhảy lên kiểm tra. Bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm luôn? Hết luôn. Hallelujah. Rồi, biết bao nhiêu sự bao phủ.